Mày nghĩ tao muốn làm bạn thân của mày hả? Tất cả chỉ là chương trình thôi. Sau này đứa nào nổi tiếng hơn thì còn phải hỏi anh Trơn. Gái ơi, sợ là em chưa được làm nữ hoàng mà em đã thân tàn ma dại rồi. Cái quá khứ đầu đường xó chợ của em, ăn cắp ăn trộm, có cần chị gọi một tiếng cho anh Nhật Bình biết không? Ai nằm nói vậy ta? Trời, sao mở mẹ không vậy? An Bạn, An Bạn, có người chết, An Bạn. Trên cơ thể nạn nhân có những vết đâm chí mạng, đâm thủng tim, phổi, tử vong ngay lập tức. Thời gian tử vong tạm thời xác định từ 3 đến 4 giờ sáng. Có 5 vết đâm ở phần bụng và ngực và nhiều nhát rạch trên mặt. Thông thường các vụ giết người, hung thủ chỉ muốn đâm cho nạn nhân chết mà thôi. Trong trường hợp này còn rạch mặt và đâm thêm nhiều nhát, chắc là mâu thuẫn không nhỏ.